Chào tất cả mọi người, chào quý vị, các cô, chú, chị và các bạn. Chúc mọi người luôn sức khỏe, bình an. Sau tất cả mọi chuyện, sau những vấn đề khi mà thấy Sơn Nguyễn Phương Hằng xuất hiện, mà bản thân Sơn Nguyễn Phương Hằng qua khẳng định một điều rất là rõ ràng. Chị ấy không để gài bẫy chị ấy, để muốn chị ấy mắc sai lầm một lần nữa. Không bao giờ được. Một lời khẳng định rất là chắc chắn, chắc nịch của Sơn Nguyễn Phương Hằng. Và đôi khi những cái lời của chị ấy nói lại khiến cho những ai đó tức điên, đặc biệt là Đình Lan. Và có lẽ là không ngủ được hay là cay cú về cái livestream của Sơn Nguyễn Phương Hằng hôm qua, mà Đình Lan lên một cái status phải nói là đáp trả rất là mạnh nha cô chú anh chị và bạn, những lời lẽ mà như chúng ta đã thấy đó, quá là ghê gớm luôn đây. Nhưng mà không hiểu tại sao Đình Lan lại cay giái thế nhỉ. Điều này thì quá căng. Đây, Đình Lan sử dụng từ ngữ như thế này để xem là Đình Lan là người như, ra sao ha mọi người. Con Nguyễn Phương Hằng tính nào tật đó. Hôm nay nó livestream chạy trên chiếc xe Rolls Royce màu trắng. Chiếc cũ màu hồng của nó đã bán cho một gara ở Tân Bình giá 10 tỷ. À, Lan biết luôn à? Mà sao mà mình chưa biết nhỉ? Ôi rồi, những đại gia, những người có thú vui chơi xe thì người ta bán là chuyện bình thường. Wow. Hóa ra là Lan biết luôn, giá 10 tỷ. Giờ có chiếc xe màu trắng cùng nhãn hiệu mới chạy có 33.000 km giá 13 tỷ, giống như chiếc xe nó chạy hôm nay. Nó chạy vòng vòng khu du lịch Đại Nam chứ không phải ngoài đường đâu. Đáng lẽ tôi Đình Lan chẳng nói gì đâu, nhưng nó vẫn tính nào tật đó, moi móc mỉa mai tôi là Phương Hằng. Tôi không thèm chấp với cái loại ăn mì gói ở nhà thuê. Câu nói ăn mì gói ở nhà thuê, người ta có nói đến tên Đình Lan đâu mà Đình Lan có ăn mì gói ở nhà thuê thật à? Đình Lan làm gì có chuyện ăn mì gói mà chị Hằng cứ nói Đình Lan ăn mì gói nhỉ. Thế nhưng mà thực ra thì đây là tôi nói, chứ chị Hằng có nói Đình Lan ăn mì gói đâu, mà Lan nhận vơ vậy nhỉ. Lan cho rằng là Sơn Nguyễn Phương Hằng còn đe dọa tung bằng chứng 5-6 ngàn phạm nhân làm chứng lời tố cáo vợ chồng giám thị trại giam An Phước, Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Dung vào buổi livestream thứ bảy và chủ nhật ngày 12-13 tháng 10 tại khu du lịch Đại Nam. Mờ tiếp tục gây án đi Nguyễn Phương Hằng rồi xem pháp luật không còn đầu mày lần nữa đâu nha. Không còng đầu mày lần nữa đâu nha. Đó. Và bên dưới là cô ta bắt đầu để một loạt. Lan thì luôn luôn là cho rằng là mình là thiên thần mà. Lan là thiên thần chứ không phải quỷ dữ. Nhưng mọi người cũng đừng có nóng vội, đừng có nghĩ ngợi gì về cái câu chuyện này. Cái quan trọng nhất ở đây là Lan sẽ đi bao nhiêu thời gian. Và thời gian mà Lan đi, tôi nghĩ là nó không còn xa đâu nha cô chú anh chị và bạn. Nó không còn xa đâu. Bởi vì với những gì mà cô ta đã thể hiện thì cô ta xứng đáng để đi nha cô chú anh chị và bạn, đi xa. Còn cái việc ở đây Sơn Nguyễn Phương Hằng, người ta có tiền thì người ta bán, hay là người ta không thích thì người ta bán. Chiếc xe đó giá bao nhiêu Đình Lan biết tận luôn biết rõ vậy. Nếu vậy mà Đình Lan biết rõ tất cả thì có lẽ là Đình Lan cũng là thiên tài rồi mọi người. Tiền xe của người ta thì người ta muốn bán ở đâu thì bán. Đình Lan cũng phải cẩn thận nha, nói như đúng rồi. Có chắc chắn không mà cho rằng là chị Hằng đã bán xe đấy với giá 10 tỷ. Siêu xe, tất cả những thứ xe sang của Sơn Nguyễn Phương Hằng, Lan có không? Cái quan trọng là Lan có không mới là vấn đề ấy. Chị Lan có thì chị Lan tung ra cho mọi người được trầm trồ cái, tung ra để cho mọi người được xem xét, được nhìn gái, được chiêm ngưỡng đến một lần nè, để xem là Lan có những cái gì nè. Chứ chả ở đó mà cứ ngồi mà công kích mà chửi bới, vẫn biết là không nên đáp lại, không nên nghe những gì Lan nói. Nhưng thật ra thì những gì Lan nói nó sẽ là bằng chứng trước tòa đấy, thật sự là như vậy đó nha, bằng chứng trước tòa và cơ quan điều tra đó Lan nha, không phải đùa đâu. Lan cứ ngồi đó mà Lan công kích đi nha, rồi một ngày nào đó mà ngồi khóc tiếng mán ở trên đó, lúc đó mới biết thân biết phận là không có được đâu nha chị Lan.
thì Lan nên chú ý về cái vấn đề này nha, chứ không phải là chuyện đơn giản mà Lan cứ cho rằng là hôm nay Lan nói cái này là đúng, Lan nói cái này là chính xác 100% là người ta phải nghe đâu nha Lan. Rồi một ngày nào đó là Lan đi trong vòng một nốt nhạc, mà cái nốt nhạc đấy thì tính, nốt nhạc đấy nó có thể tính trong 7 năm đấy, không phải đùa đâu. Cái khung 7 năm không phải là đơn giản đâu. Cho nên là Lan cứ xem nào, Lan cứ trực chờ đi. Đó, đấy là tôi nói thật, Lan cứ trực chờ đi, rồi đến một ngày nào đó cái khung 7 năm nó nằm tròn trịa vanh vách ra đó rồi thì Lan lúc đó có hối cũng không được. Thật sự là như vậy nha mọi người, có hối cũng không được đâu, bởi vì đâu phải là đơn giản mà Lan muốn nói gì thì Lan nói đâu, mà Lan nói phải có người nghe thì tụi em đã nghe rồi đó, tụi em đã nghe rồi, Lan cứ nói thoải mái, cứ nói những gì mà Lan cho là đúng đấy. Lan cứ nói thoải mái nha, cứ nói những gì mà Lan đang cho là đúng đi, rồi sau đó cái đúng đó nó sẽ được đưa Lan đi xa. Mọi người biết rồi đấy, không phải là một người ảo ảo như Lan mà cô ta lên cô ta nói suốt ngày suốt kiếp đâu cô chú chị các bạn, nó phải có cái nguyên nhân, phải có cái gì đó. Đó, và những người đứng sau Lan là ai, giống giống như là những anh chị em, những anh nông dân họ chia sẻ là có những quý bà, nhưng tôi thấy nó còn có những quý ông nữa đó, đó cô chú anh chị và các bạn. Đó, con người chúng ta phải hiểu rằng là tất cả những gì mà Lan đang làm hoặc là những người đang đứng phía sau có hay không thì chúng ta mới nhìn thấy được, thì chúng ta chưa thể biết trước được, nhưng sự thật nó vẫn chỉ là một thôi. Quan trọng nhất là cô ta đang làm gì, cô ta đang nói gì, cô ta đang nói cho ai, nói theo ai. Đó, đôi khi nó phải có một cái kịch bản. Mà quan trọng nhất ở đây mình nghĩ rằng là nếu như Lan có nhé, cô ta có cái vấn đề ở đây là gì cô chú anh chị các bạn, cô ta có phục vụ làm gì cho ai nhé, nhé cô chú anh chị các bạn, thì bản thân cô ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đó, trước pháp luật, và nếu như lên cơ quan chức năng thì sẽ phải khai khai hết nha mọi người, đó khai sạch đó. Chỉ cần cơ quan chức năng làm một cái gì đó thì tới đây tôi nghĩ rằng cái đường đi của Lan còn không có mà đi cơ, đường đi chưa chắc đã có mà đi nha cô chú anh chị các bạn. Đấy, cho nên là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, con người nó phải có cái gì nhỉ, phải xin nhận, nhìn nhận cho nó đúng, không tới đây đi rồi lúc đó lại kêu lại khóc nha, lúc đấy làm gì thì làm khổ lắm, không phải vừa đâu, không phải dạng vừa đâu. Con người bớt bớt sân si đi cho nó đỡ khổ. Đến khúc mà cứ sân si mà làm đi làm gì nhỉ, đi đáp trả như thế này, đi hành động như thế này, rồi sau này nhận phải cái giá phải trả, lúc đấy mới biết được rằng là mình thuộc thứ hạng nào, mình thuộc cái thứ gì, không phải thứ hai đâu. Và khi đó chủ nhật cũng không có đâu nha. Chủ nhật cũng không có ngày nghỉ đâu. Làm bớt bớt đi cho đời nó bớt bớt nhục. Đấy, đấy là tôi nói thật, chứ không là cứ đi chửi, cứ đi đối đáp với người này người kia vậy ấy, sẽ khổ lắm đấy nha Lan nha. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ để Lan Lan hiểu và Lan biết một chút nha. Đó, nha cô chú chị các bạn, bởi vì đi phục vụ cho người khác rồi sau này nhận cái gì, nhận cái giá phải trả, nó rất là đắt, nó đắt hơn những gì mà Lan nghĩ đấy. Chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an tới đây thôi. Đó, khi có giấy triệu tập lên làm việc sẽ phải khai sạch, chứ Lan nghĩ là Lan nói vậy không ai làm gì cả. Có đúng lúc đúng chỗ đúng người đúng thời điểm. Chào mọi người nha.